Ok, xin chào tất cả mọi người và chào mừng game đã tiếp tục quay trở lại với channel RAVG của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tới với một cái thể loại game cực kỳ hay và thú vị mà mình lại vừa mới tìm được ở trong Roblox nha anh em. Một trò chơi mà chúng ta sẽ phải trốn thoát khỏi thầy giáo Bạch Tuộc ở trong Roblox anh em ạ. Đấy, như mọi người có thể nhìn ngay trước mặt đây này. Úi dồi ôi, cái gì đây? Cái này là đầu thầy giáo hay gì vậy trời? Đúng thầy giáo Bạch Tuộc rồi anh em ơi, ảo thực sự. Đấy, và ngày hôm nay thì mình đã tìm thấy một tựa game OB này và có vẻ như nó cũng khá là mới lạ. Không biết là chơi nó sẽ cứ hay như thế nào hay là nó có khó hay không đây. Thế nên là chúng ta phải bắt đầu luôn thôi nào. Play. Ấy dạ, cho chọn mức dễ hoặc mức khó này. Chơi hẳn mức khó luôn. Dân chơi mà phải chơi mức dễ anh em buồn cười đúng không? Đấy, và có vẻ như hiện tại mình làm gì đây? Úi dồi ôi. Nhìn quả ông thầy giáo Bạch Tuộc này trông như kiểu đồ chơi ấy nhỉ. Đây không hẳn Bạch Tuộc rồi anh em ạ, đây giống kiểu thầy giáo đồ chơi thì đúng hơn. Rồi rồi, và mình hiện tại đang có vẻ ngó nghiêng các thứ này. Ấy dạ. Gì đây, một bức tranh gì đây? Ok, có vẻ như mình đang ở trong một cái lớp học mẫu giáo hay gì, mình cũng chả biết nữa. Ok. Hello thanh niên, anh bạn này chắc là cùng lớp mình này anh em này. Ủa ôi. Mà nhanh chóng thoát khỏi ông thầy giáo kia đi anh bạn ơi. Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi đây thôi. Từ từ. Trước khi chạy thì chúng ta phải ăn trộm bức tranh cái đã. Đấy. Kiếm tí tài sản anh em béo. Rồi rồi, trèo qua đường ống thông gió anh em ơi. À. Vậy là mình sẽ phải nhảy lên cái đường này này. Khá là đẹp nha. Một tựa game mobi khá là ok đấy. Rồi, nhanh nào. Không hiểu học sinh trong lớp này đâu hết rồi nhỉ. Thôi mình cứ đi trước đi anh em ạ. Úi dồi ôi. Lớp học này có vẻ cũng khá là tân tiến nhỉ. Rồi, ở đây có một dòng chữ gì đó do bút chì màu thằng nào vẽ bậy lên đây. Hãy cẩn thận Mr. Wicker, rất là thông minh. Ý nói là ông thầy giáo này đấy, ông thầy giáo này rất là thông minh. Ồ, thầy giáo Bạch Tuộc cái thông minh cái gì? Bạch Tuộc cái xuống biển mà bơi đấy thông minh cái gì? Úi dồi ôi. Học sinh mẫu giáo mà bắc cua nhảy qua acid các kiểu rất chiến, rất bố đời. Rồi. Và chúng ta đã tới với một cái khu vực ở hành lang rồi anh em ơi. Wow. Hello anh bạn này vẫn đứng trong này đây. Ủa nhưng mà thầy giáo đâu rồi? Thầy giáo lúc nãy vừa mới thấy đứng trong này nhá anh em. Bây giờ không thấy đứng trong lớp nữa rồi. Thôi xong rồi. Kiểu này thầy giáo đuổi mình rồi. Thôi. Té nhanh. Nào cô bạn này sao, khó khăn quá đúng không? Nhảy đơn giản mà. Nhảy qua đây. Sao mà trông có vẻ khó khăn vậy? Úi xoài. Ủa ôi. À cái này không phải thầy giáo, cái này thì như là mô hình thôi anh em ạ. Ý gì gì. Rất cơ mình. Rồi luôn. Lớp học có vẻ như đã bị thầy giáo Bạch Tuộc phá hủy rồi anh em ơi. Bàn ghế các thứ đất nứt hết cả ra rồi đây này. Chúng ta phải mau chóng chạy thôi. Nhảy xuống. Ủa ôi. Gì đây? Ôi. Cái gì đây? Đây chính là thầy giáo Bạch Tuộc anh em ơi. What the hell. Gì mà to vậy? Rồi giờ mình phải đi đâu? Nhảy lên cái ghế à? Không biết nữa anh em ơi. À đây. Mình vừa bấm một cái nút để nhảy xuống đây. Thôi em đi trước nhá thầy giáo nhá. Rồi. Và mình đã tới với một cái khu vực thế giới gì đó trông có vẻ khá rộng lớn. Phía dưới là một cái khu vực acid anh em ơi. Ở đây là thước kẻ sách vở gì mà to đùng thế này. Có cả nhà ở đây là sao ta? Có vẻ như thầy giáo Bạch Tuộc đã biến cả cái khu này thành thế giới khổng lồ rồi. Chả biết nữa. Nhanh nào, game khá là đẹp nha anh em. Đồ họa rất là ok. Đấy, đồ họa nói chung là mấy con game OB dạo gần đây làm rất là đẹp này. Đấy, anh em thấy mọi thứ rất là sắc nét. Ôi, anh em nhìn kìa, ui rồi ôi. Kia chính là cái xúc tu của thầy giáo Bạch Tuộc của mình đấy anh em ạ. Rồi, đất ơi. Em không muốn ăn Bạch Tuộc nướng đâu thầy ơi. Nào, thôi nhá. Nhảy nào. Rồi, luôn phải đi qua đây thật đấy à. Nào, thôi, từ từ. Hình như nó quật từ đây này. Úi dồi ôi. Thầy giáo Bạch Tuộc gì mà kinh vậy. Rồi em té luôn. Nào, đâu rồi. Ôi. Rồi, không sao hết. Ồ. Làm sao mà đỡ được, làm sao. Úi dồi. À, cái này nó chỉ đập được một chỗ thôi. Ờ, em đi nhá. Ủa vậy là thầy giáo của mình bơi được ở dưới acid anh em ạ. Đây, mấy cái này xanh xanh này là dưới acid này. Ghê vậy. Ghê đấy. Và chúng ta đã tới với một khu vực cánh quạt gì đây. Lớp học này có vẻ khá là tân tiến nhỉ. Cánh quạt, à đâu. Đây là cái kéo anh em ơi. Vậy là thầy giáo của mình có vẻ như là hơi pháp sư Trung Hoa. Có thể điều khiển được những cái kéo khổng lồ nó di chuyển các thứ này. Hay ta. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp nào. Và mình đã tới với một khu gì đó trông có vẻ đúng kiểu học sinh mẫu giáo anh em ạ. Uầy, đẹp thực sự. Tuy đồ họa game này nó hơi trẻ con, nó hơi mẫu giáo tí nhưng mà công nhận là đẹp đấy. Game này nói chung là hay đấy. Anh em nào mà đam mê những cái thể loại OB anh em nên vào trải nghiệm thử.
Nói chung là chúng ta chơi obi, chúng ta không chỉ quan trọng là game khó hay không hay là như thế nào anh em hiểu không? Chúng ta phải quan trọng là game nó có đẹp hay không nữa. Đấy. Bởi vì những con game obi theo kiểu cốt truyện như thế này là cái độ đẹp của game nó quyết định hết mà. Rồi cái gì đây? Bây giờ chúng ta phải làm cái gì đó ở đây, kiếm ba cái tròn vuông và tam giác à? Ờ, ok, mình sẽ nhảy lên đây xem sao. Khu này có vẻ như là giải đố rồi này. Vuông đây này, ok, một cái vuông. Mình đã nhặt được một cái vuông anh em ơi. À, vậy bây giờ mình sẽ phải đi tìm thêm cái tròn và tam giác nữa. Ok, ok, hiểu, hiểu, hiểu. Cái khu này là khu vực tìm đồ. Đây, lắp cái vuông vào đây này. Đó, đủ 3 nút là được. Đấy rồi, cái tam giác đây này. Ok, nó ở nằm trong một cái nhà anh em ơi. Rồi, gắn vào đây này. Gắn vào đây phát. Bây giờ còn một cái hình tròn nữa. Chúng ta sẽ phải lục soát xung quanh bản đồ. Mọi thứ nó cần phải thật là kỹ lưỡng anh em hiểu không? Rồi, hình tròn rồi, đây rồi. Ngay trước mặt, là trốn làm sao được. Ui giời ơi, đây biết ngay mà. Trên này gì. Rồi, nhảy thẳng xuống. Ui, nhảy xuống thế không chết, game hơi điều ấy. Ok, mình đã khởi động được cánh cửa để mở ra cái lớp học. Ủa, mà đang tính ra là đang chạy thoát mà sao lại phải vào lớp học ta? Lạ nhỉ. Chào thầy giáo nhá, em đi dạo ấy mà, có gì đâu. Úi giời ơi. Rồi thôi xong ngồi học rồi. Ôi giời. Vãi cả game nó bắt mình làm toán à trời. Ôi giời, nhầm, thôi chết rồi. Có mỗi người có 3 mạng, thôi từ từ. 54 chia 6, 9. Ok. Từ từ nha. 77 cộng 43, 77 cộng 43, 120. Ok. Đơn giản liền. Tiếp theo là gì đây? Powerhouse of Cell là cái gì? Cái gì đây? Cái này à? Không phải à? Cái này à? Ôi! Vậy thì nó là cái này à? Ok, không hiểu từ đó lắm anh em ơi. Cái gì đây? Cái gì đó cao nhất? Sao hỏa mặt trái đất cái gì này? Sao hỏa? Không phải. Trái đất à? Ôi giời, mất thêm 2 mạng lại chơi lại à? Khổ thế nhờ, game giải đấu à? Trời đất ơi, giải đấu à? Ồ, chọn thế mà cũng trúng. Vãi trưởng chặt, chọn thế mà cũng đúng. Ok, có nhiều từ không hiểu lắm anh em ạ. Rồi, nhưng mà chúng ta đã thoát được khỏi đó rồi. Ui, game đỉnh. Nãy sư, game khá hay. Đồ họa rất đẹp luôn, anh em thấy chưa? Kìa. Okay. Từ. Từ nha, mình sẽ phải nhảy lên đây này. Ơ kìa, sao cái đấy nó di chuyển nhanh vậy? Từ nha. Từ, không được vội vàng. Đấy rồi. Ui, nhanh vậy. Gì trời. Từ nha. Nhảy lên. Ok, nhảy lên đây. Rồi, té luôn. Game này obi này tính ra cũng khó đấy anh em ạ. Không dễ tí nào đâu. Hoặc là do mình chọn chế độ khó mà. Mình chọn chế độ khó nên chơi nó sẽ khó hơn những người khác. Rồi. Vượt qua nào, vượt qua thử thách nào. Ok. Đây là khu vực gì đây? Giấy bài vở các thứ à? Đẹp phết đấy chứ. Đi đường này à? Ok. Cũng may có cái mũi tên nó chỉ đường anh em ơi. Rồi, và mình đã checkpoint ở đây này. Checkpoint ở đây là đẹp này. Và chúng ta sẽ lại đối đầu với thầy giáo Bạch Tuộc. Let's go. Ok, chạy qua nào, nhanh nào thầy ơi. Đừng nhá, đừng quật em nhá. Rồi, rất điệu nghệ anh em ơi. Chỗ này đợi phát đi. Đấy, thầy giáo Bạch Tuộc ấy. Ít sỏi rồi. Qua luôn. Rồi. Và chúng ta có vẻ như chuẩn bị bước vào cái gì đó để chiến đấu này. Chiến đấu không? Rồi, biết ngay mà, chiến đấu mà. Đi bộ vào rất bố đời anh em ơi. Đâu, thầy giáo đâu. Rồi, thầy giáo đang nổi từ trên mặt nước lên, quá đẳng cấp. Ui giời ơi. Trông này. Ui giời ơi, thầy giáo Bạch Tuộc là đây chứ đâu. Rồi đất. Ấy da. Đau nha. Rồi luôn. Quật phát chết luôn. Vãi cả game. Nào bình tĩnh từ từ nào thầy ơi. Ui, tính ra là mình phải né mấy cái đòn này à.
Nhưng mà làm sao biết để né ra? Ôi, khó vãi. Game khó phết anh em ơi. Mình vừa phải né đòn, mình vừa phải chạy khỏi thầy giáo chứ. Ok, chúng ta sẽ bắn liên tục. Khó đấy, khó đấy. Do mình chọn mức khó này nó sẽ khó hơn thường lệ đấy anh em ạ. Ok, như thế này. Chúng ta sẽ chơi kiểu như thế này. Ok. Ok. Rất điệu nghệ, chạy vòng quanh là được nha mọi người. Anh em mà chơi khó chạy vòng quanh là được. Ơi thầy giáo khá là yếu. Mà không hiểu sao vác đâu ra quả súng anh em ạ. Ờ. Tính ra game chạy hiểu kiểu gì. Tôi nhảy nhảy gì đây. Mãi cần nhảy. Rồi, rồi đi đâu? Đi thẳng đường này nha. Rồi, nhanh nào mọi người ơi. Chúng ta sẽ lên cái thang máy kia và thoát khỏi cái khu vực này. Có lẽ mình sắp tới đích rồi này. Bấm nút này. Rồi, đi xuống dưới nào. Hello, có ai không? Rồi, xuống dưới hầm làm gì đó anh em ơi. Mình nghĩ là mình chỉ cần đi nốt cái đường này là mình thoát khỏi rồi đấy. Đây rồi, bởi vì thầy giáo bạch tuộc đã bị tiêu diệt rồi mà. Chúng ta sẽ chui. Đó, đó. Ra lại hành lang bình thường rồi anh em ơi. Let's go. Và chúng ta sẽ trèo qua đây để về, để thoát khỏi ngôi trường này. Quá tuyệt vời. Yeah. Chúng ta đã thoát khỏi ngôi trường của thầy giáo bạch tuộc. Let's go. Có được thưởng gì không ta? Rồi, nó tay le qua game khác. Đúng là game lùa gà. Uầy, game này game gì đây? Game này nếu mà hay. Ủa, game này được này. Game này tập sau quay luôn, hợp lý.